bây giờ chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể uh, chuyển dữ liệu từ treo ở đây là phần uh, chuyển số dư vật tư hàng hóa rồi phần thứ hai là chuyển số dư công nợ đối với dữ liệu à, đối với số dư tài khoản à thường tức là không phải công nợ chỗ này là không phải công nợ thì tôi khuyên các bạn là làm gì tôi khuyên các bạn là không nên nhập từ excel à, đơn giản chỉ vì có mấy số liệu các bạn nên đánh trực tiếp vào thì kiểm soát dễ hơn đấy có mấy cái là công nợ có khi lên đến hàng nghìn số liệu thì chúng ta mới có thể là chuyển tưới xeo vào còn đối với cái cái này thì chúng ta nên đánh trực tiếp vào à, cái dữ liệu từ các cái đơn vị à, khác từ phần mềm khác thì các bạn biết là à, dữ liệu từ các phần mềm khác khác thì do cái cách thiết kế cấu trúc dữ liệu nên rất khó để chuyển và chuyển sang sẽ mất rất nhiều thời gian à, đợ, bây giờ tôi nói cho các bạn biết là ở đây bây giờ tôi có một cái file này Tôi có một cái file số dư văn uh, số dư vật tư này được chuyển ra từ một cái phần mềm khác và đây là chúng ta chỉ lấy phần số dư thôi chứ còn phần phát sinh thì chúng ta không lấy được nhé Ở đây chúng ta sẽ xóa các cái cột phát sinh và tồn cuối đi số liệu dư này là số liệu dư đầu năm 2017 vậy các bạn nhìn thấy này ở đây có cái cột này chúng ta ít nhất là chúng ta có được này mã này đơn vị tính này số lượng này giá trị này thế thì ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ phải copy này chúng ta copy cái phần này bôi đen cái phần này đấy các bạn bôi đen cái phần này các bạn chọn Ctrl C chúng ta mở tiếp cái file mẫu vật tư của chúng tôi cái file mẫu này các bạn nhìn thấy ở đây Mã hàng đơn vị tính số lượng Đây chúng ta sẽ dán nó vào đây Các bạn nhé Dán nó vào đây Đấy Thì các bạn ấy nhìn thấy là nó sẽ có được cái, cái này Và cái số liệu này các bạn này Là nó bằng cái giá trị này Thì nó bằng ở đây Đối với những cái trường hợp mà à, Không có số dư thì chúng ta cũng nên xóa đi Ở đây chúng ta sẽ Có một cái thủ thuật là chúng ta sắp xếp đi sắp xếp theo số lượng bằng 0. Rồi chúng ta sắp xếp tí nhá, số lượng bằng 0. Cột số lượng đi, số lượng từ nhỏ đến lớn. Rồi ok, các bạn nhìn thấy cái cột này, cái dòng mấy cái dòng mà không có số liệu chúng ta xóa đi. Đấy nhá. Rồi ok, chúng ta xóa đi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ kéo lại một phát. Đấy. Nó bằng như thế này. Để nó ra cái đơn giá các bạn nhé ra cái đơn giá và ở đây chúng ta định dạng lại cái đơn giá thì là nó bằng cái này. Đấy. Để nó chính xác theo cái số lượng của bạn. Bây giờ liên quan đến cái mã kho. Cái mã kho thì các bạn bạn biết là nó phải chuẩn ở trong cái hệ thống mã kho này. Tức là mã kho các bạn phải lưu ý là nó phải đúng cái mã kho này. Thì nếu mà không có mã kho ở đây thì số liệu nó cũng không vào cho các bạn. Bây giờ chúng ta xem tiếp này là đây chúng ta sẽ phải kéo toàn bộ cái này đây là tôi làm theo cái số liệu của tôi ví dụ nha còn các bạn sẽ phải làm cụ thể là nó như thế nào và nó phải đồng bộ được số liệu cái tài khoản ở đây là 1561 các bạn nhé tài khoản này nó cũng phải có ở trong cái danh mục tài khoản của chúng tôi ở danh mục tài khoản trong phần mềm nếu không thì nó cũng không hiện lên đâu thì các bạn lưu ý ở chỗ đấy nó cũng không, không lên số liệu cho các bạn thế là ở đây về cơ bản là chúng ta đã có được các cái giá trị ở đây thế bây giờ chúng ta sẽ thử đưa vào nhé cái mã hàng này các bạn này nó phải đồng bộ với cái danh mục hàng hóa tư trong này hàng hóa vật tư của các bạn có đây mà trong phần mềm không có danh mục trong danh mục hàng hóa tư này thì nó cũng không đưa vào như vậy là chúng ta sẽ phải tách ra cái phần này tách ra cái phần này ba cái cột này và chúng ta đưa vào trước ở phần danh mục bằng cái video mà cái video cái chuyển chuyển uh, số liệu chuyển số danh mục từ từ treo vào phần mềm tôi đã có hướng dẫn về đưa vào vật tư vào rồi thì các bạn lưu ý là chỗ này là chúng ta sẽ tách ra cái chỗ này để nó đồng bộ được cái danh mục của nó giống nhau và tiếp theo là chúng ta sẽ đóng cái file này đi chúng ta sẽ chạy thử bằng cách là vào phần tiện ích nhập khẩu từ treo ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái tệp số dư ban đầu chúng ta sẽ chọn cái số dư vật tư hàng hóa thì ở đây các bạn nhìn thấy này có tài khoản có đầy đủ các thông tin này nhìn thấy không đơn vị tính này ở đây là danh mục hàng hóa vật tư này chúng ta chọn sau thì nó sẽ có cái số tài khoản ở đây chúng ta chọn ở đây là cột đích là à, chúng ta sẽ quay lại xem danh mục sai cho các bạn ở đây là số dư số dư ban đầu vật tư hàng hóa rồi ok chúng tôi tí nữa thì chọn nhầm rồi ok các bạn nhìn thấy không như vậy là chúng ta chỉ chọn thực hiện là được thế chúng ta sẽ quay lại xem nó đã vào chưa ở đây khai báo số dư ban đầu các bạn nhìn thấy hàng hóa vật tư xem nó đã vào chưa các bạn nhìn thấy nó đã được đưa vào đây đầy đủ đúng không ở đây là cái số liệu của các bạn như vậy thì các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách ạ là à, bằng cách là các bạn à, kiểm tra cái tổng tổng cộng cái giá trị tồn rồi tổng cộng cái số lượng này thực ra số lượng thì cũng hơi khó nói tổng cộng số lượng thì hơi khó nhưng mà à, vì mỗi thằng nó một đơn vị tính và chủng loại khác nhau thì cái số lượng nó không ý nghĩa nhiều ở trong cái giá trị tồn nó ngang với cái tài khoản 156 trên bảng cân đối phát sinh của các bạn và bằng tổng hợp nhảy xuất tồn kho và số dư đầu kỳ của các bạn ở trong cái dữ liệu Excel của các bạn ở đây nó sẽ có những cái sai là vì chúng tôi đã có sẵn một số các cái loại vật tư mà chúng tôi đưa vào để làm ví dụ thì các bạn nhìn thấy là ở đây đã có số liệu như vậy là chúng ta có thể là đã đã nhìn thấy được cái việc chúng ta đưa vào như nào chúng ta vào kho kiểm tra xem tổng hợp nhập xuất tồn theo kho chúng ta chọn kho hàng hóa chúng ta xem nhé tháng 1 đi chúng ta xem nó cái số dư nó vào Đầy đủ chưa? Các bạn nhìn thấy không? Nó đã có đầy đủ rồi Như vậy thì có thể nói là các bạn đưa vào nó cũng không có gì là khó đúng không? Như vậy là chúng ta đã đưa được số dư như thế Và ở trong cái mẫu số dư của chúng tôi ấy, thì các bạn lưu ý này Khi các bạn làm tất cả mọi cái liên quan đến số dư Các bạn phải đảm bảo một cái rằng Ví dụ như đối với công nợ Thì cái công nợ ở đây là ví dụ 131 thì các bạn phải đối chiếu cái phần mềm của mình là tài khoản 131 là nó đến cấp nào ví dụ như ở đây nó đến 13111 là 5 số tài khoản đến 5 số thì các bạn phải nhập ở chỗ này cũng phải là 5 số 13111 chứ không phải là là có 3 số nó vào số liệu nó không vào cho các bạn đâu nó phải đồng bộ với cái hệ thống bên phần mềm cái thứ hai là cái mã đối tượng và tên đối tượng dư nợ dư có cái này cũng rất quan trọng là cái mã này với tên này nó phải tương ứng với cái danh mục khách hàng nhà ông cấp bên này thì các bạn mới có thể đưa vào được nó phải đầy đủ mã và tên thế thì các bạn mới đưa vào chính xác và đương nhiên cái số liệu bên trong thì các bạn có rồi đúng không dư nợ hay là dư có các bạn có rồi đúng không thế đối với cái phần chuyển dữ liệu từ treo vào là phần số dư còn về phát sinh thì các bạn phải tự nhập thôi nó chuyển sang là cả một quá trình và tất cả những cái việc này liên quan đến chúng tôi chuyển nó có quá mất nhiều thời gian thế thì các bạn có thể xem các cái file mẫu của chúng tôi và nếu các bạn có thể tự làm được các bạn có thể làm còn trong trường hợp chúng tôi thì chúng tôi sẽ không hỗ trợ các bạn ở chỗ đấy khi mà không có cái kinh phí cho chúng tôi thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để chuyển được sang số liệu à, cảm ơn các bạn đã theo dõi